bích ngõ ra. Đó là ngài Thanh Sĩ muốn nói cái cuộc đời ngày mai mà Phật tiên tri cho biết là nó đến cái giai đoạn phải như vậy. Thì hiện giờ chúng ta đang thực tế mỗi ngày đều trời âm u mưa gió, mỗi ngày đều khí mù mịt, không có ngày nào không có hết, thậm rồi luôn như vậy là mấy tháng rồi đó. Rồi bây giờ lộ không người, nhà bích ngõ ra là nó rất đúng như vậy luôn. Bây giờ bị cách ly, nhà ai nấy ở, không ai được đi đến nhà ai hết. Như vậy là hiện bây giờ là nó đúng thực tế với câu đó, nó rõ ràng minh bạch là lộ không người, nhà bích ngõ ra luôn, nhà ai cũng đóng cửa hết, không ai dám mở cửa đi ra đi vô. Như vậy là nó đúng cơ giảng đã đến, thời cơ đã đến. Cho nên bây giờ mình chỉ còn một điều, ráng tin Phật, tin Thầy, tin những bậc chân chánh, Phật tiên sáng suốt chỉ rõ một con đường là phải làm lành, phải làm thiện, phải tích đức tu nhân thì mới sống còn. Còn trái lại, nếu làm hung, làm ác, làm gian, trộm cướp, gian tham, hoặc giả là đi xã hội đen, hoặc giả là xì ke ma túy, thì rồi đây phải phơi thay, phải chết hết, không sống được cái cơ này. Vì vậy mà tôi nhắc nhở đồng đạo bà con, ở đây không phải chỉ trích, ở đây không phải chê khen, mà với cái tình thương, với lòng đó là bác ái, muốn yêu cầu, muốn mong muốn cho ai cũng được sống còn, cho ai cũng được tốt đẹp, cho ai cũng được an vui hạnh phúc, chứ không muốn thấy cái cảnh chết chóc mỗi ngày mỗi thêm như thế này, không muốn thấy cảnh đau khổ đói khát của dân chúng như thế này. Vì vậy mà không biết cách nào hơn, tôi cũng cầu nguyện Phật trời ban bố phước lành cho toàn dân, cho tất cả chúng sanh đều qua khỏi nạn tai bệnh tật, đều qua khỏi chết chóc thảm sầu, được an vui hạnh phúc, là trở lại sống còn đến ngày gặp Phật, gặp Thầy, gặp hội Long Hoa. Thân ái kính chào quý vị. Nhân gọi của Phật Đàn Thừa Ân, cố gắng tâm trì theo đến chốn, một ngày dinh diệu dinh diệu ác bằng an, bằng an. Kính thưa quý vị, tiếp theo những cái bài thi của Đức Thầy để mà tặng cho ông Võ Mậu Phạnh trong thi văn giáo lý. Luân thường nắng nở phải dai mang, nhuần gối thừa ân của Phật Đàn, cố gắng tâm trì đi đến chốn, một ngày dinh diệu ắt bằng an. Luân thường, hai chữ luân thường Đức Thầy nhắc lại đây là muốn nói cái đạo làm người. Một con người sanh ra ở trên cõi đời này thì phải có nhân đạo, tức là đạo luân thường, tam căn và ngũ thường, gọi là đạo luân thường. Chữ luân là luân lý, tức là đạo ngũ luân đó, đạo vua tôi, đạo thầy trò, đạo cha con, đạo chồng vợ, đạo anh em, đệ bà bạn, đó là ngũ luân. Còn ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, đó là hai cái đó ai cũng phải có, là đạo luân thường. Nếu con người sanh ra cõi trần này thì phải mang nợ tứ ân, mà mang nợ tứ ân thì đầu tiên cũng phải có cái đạo luân thường mới trả được nợ tứ ân. Vì vậy mà luân thường nặng nợ phải dai mang, ai ở sanh ra cõi này thì cũng phải như vậy hết, phải có tứ ân, phải có ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Cái nợ tứ ân đó nó gồm ở trong cái đạo luân thường. Nhân gọi thừa ân của Phật Đàn, bây giờ mình có cái duyên may là gặp Phật ra đời, gặp Đức Thầy là Phật Di Lặc thay cho Đức Thích Ca giáng lâm ở cõi trần tục này để độ tất cả chúng sanh, dạy con đường cứu khổ diệt khổ cho mình hiện tại và ngày mai. Đó là nhân gọi thừa ân của Phật Đàn, mình giác ngộ, mình tu hành là được hưởng cái ân đức có thừa đó để mình được tiến hóa lên thành công đắc đạo. Cố gắng tâm trì đi đến chốn đó, cái chỗ này là quan trọng đó. Nói đến tu thì ai cũng tu, các tôn giáo trên thế giới đều tu, mọi người chán đời đều cũng có con đường tu. Nhưng mà có một điều là cố gắng tâm trì đi đến chốn. Nếu tu mà không biết tâm trì, không biết cái tâm Phật của mình mà tu
thì không bao giờ đến chốn được. Mặc dù nói tu thì đông mà thành đạo không có mấy ai, là vì không biết trì tâm mà trì tướng. À, tôi làm cái tướng thì giống ông Phật, mà cái tâm tôi còn danh, còn lợi, còn tình, còn ô nhiễm việc trần ai đủ thứ hết, thì có bao giờ thành Phật được đâu. Vì vậy mà phải đúng theo lời Đức Thầy, tâm trì mới đi đến chốn. Chữ tâm là cái biết, chữ trì là giữ. À, tức là mình phải siêng năng cố gắng ngày cũng như đêm sống thẳng với cái biết này, không ham danh lợi, không mến phú quý, không cần cái việc đời vật chất gì cả, mà lúc nào cũng sống ngay cái lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng biết sống thẳng với cái biết này, tức là trì tâm, tâm trì, và đi đến chốn, tức là đến cái nơi cõi tiên cõi Phật, đi đến cái nơi an vui hạnh phúc, một ngày dinh diệu ắt bằng an đó. Rồi bây giờ trên thực tế mình sống ngay cái tâm rồi, thì hiện tại mình đang có hạnh phúc, đang có an vui, đang khỏi khổ trong hiện tại này, và tương lai đến một ngày vinh diệu, nghĩa là được về cõi Phật cõi tiên, hưởng an vui an lạc, không còn khổ đau nữa, một ngày vinh diệu bắt ắt bằng an. Điều tiếp theo, bằng an bốn biển khỏi đua tranh, tức là một ngày kế đây là Đức Thầy đã mở hội Long Hoa, lập đời Thượng Quan Thánh Đức, cả thế giới đều thống nhất, không còn chiến tranh giặc giả nữa, các nước đều đầu hàng, đất nước Việt Nam là bá chủ hoàn cầu, có Phật có vua, các nước đến đây để học đạo tu hành rồi tiến theo con đường Phật Thánh, chứ không còn có cái sự chiến tranh. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chí lành đó. Nhờ ở trong cái nước Việt Nam mình, nhà nhà đều trở lại con đường lành. Nhờ ở trong đất nước Việt Nam mình, nhà nhà đều biết tu hành đạo đức, cho nên mình mới trở thành một nước cao quý hơn các nước, là gương mẫu cho các nước, để làm bá chủ hoàn cầu, dạy cho các nước tu hành theo cái đường lối của Phật Thánh. Trao sửa tâm phàm tìm cội cũ. Rồi kế đó là trao sửa tâm phàm tìm cội cũ. Tức là mình sửa cái tâm phàm, đổi lại cái tâm thánh. Cái tâm phàm là cái gì? À, ai hơn mình cái mình ghét, không ưa. Ai là đạo lý cao sâu cái mình bươi móc, đó là tâm phàm. Ai giàu hơn mình cái mình không chịu, mà miễn đói miễn nghèo thì cũng đi xin mấy ông nhà giàu, cũng đi mượn tiền mượn gạo rồi của mấy ông nhà giàu đó. Cái tâm phàm mình nó có những cái như vậy đó. Ai giàu hơn tôi cái tôi không ưa, ai đạo lý hơn tôi không ưa, ai được mọi người kính mến khen tặng hơn tôi cái tôi không chịu. Đó đều là tâm phàm hết. Giận hờn thương ghét phiền não ghét ghen, danh lợi ham muốn tham vọng đều là tâm phàm hết. Bây giờ phải trao sửa tâm phàm, bỏ hết tâm phàm, đừng còn như vậy nữa. Ai hơn mình thì mình thương, ai giàu hơn mình thì mình kính trọng, ai tu hơn mình thì mình nể phục, để học theo con đường đạo lý, học theo con đường chân chánh, nặng mình tiến hóa lên, hầu được đi đến con đường sáng lạng, rực rỡ vui tươi. Ai trao sửa tâm phàm tìm đạo đức, một ngày di diệu, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp bái đa được chí lành. Trao sửa tâm phàm tìm cội cũ. À, trao sửa tâm phàm tìm cội cũ, tức là mình sửa cái tâm phàm rồi, trở về cái gốc cũ của mình là Phật tánh, sống thẳng với cái biết, lặng trang sáng rỡ, không còn khởi lên lòng ham muốn dục vọng, không còn khởi lên tà tâm nữa, thì ngay đó là được thành công đắc quả, về nơi thiên cảnh ắt nhận thành, vừa đắc đạo vừa được trở về cảnh thiên, 10.000 năm sống lâu, không còn chết, không còn ốm đau như cõi trần này nữa. Rồi đến bài thi nữa, nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm. Đó, bây giờ mình ở cõi nhàn thanh rồi, bây giờ mình đang sống được với cái nhàn thanh rồi, rồi bây giờ phải làm cái gì nữa? À, tìm kiếm kiếm nơi tâm. Bây giờ xây trở lại, à, xây con mắt, xây lỗ tai trở lại, nghe, thấy trong lòng mình, à, để diệt trừ những cái tâm xấu xa tội lỗi, để nuôi dưỡng những cái tâm từ bi bác ái, để làm cho con người mình tiến hóa lên giống như Phật Thiên Thánh. Đó. Nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm. Phật cũ tức là chúng ta đã có tâm Phật sẵn rồi, chúng ta đã thành Phật lâu rồi, nhưng tại vì lăn lộn cõi trần này ô nhiễm mới bị luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật nói khi Ngài ngộ đạo chánh đẳng chánh giác rồi, Ngài nói kỳ lạ thay, kỳ lạ thay.
tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như ta, không thiếu một cái gì hết. Tại sao chúng sanh lại không nhận Phật tánh mà lại nhận cái vọng tưởng, mà lại nhận cái xác thân giả này, rồi phải bị luân hồi sinh tử khổ đau? Đức Phật nói như vậy thì chúng ta thấy chúng ta không phải là khó thành Phật, vì chúng ta đã có sẵn Phật tánh rồi, chúng ta đã là Phật vô lượng kiếp rồi. Bây giờ lạc đường xuống cõi trần này tạo đủ thứ nghiệp hết, thì giờ muốn thành Phật thì chúng ta buông hết các nghiệp lực ở cõi trần này, chúng ta quên cả vật chất, quên cả thân này, nhận ra cái biết luôn luôn thì chán lặng thanh tịnh, thì chúng ta là Phật. Như vậy tu thành Phật rất dễ, không khó khăn gì. Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm mê tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm. Nhành lá xum thê cành đượm dẻ, non thần biến đổi hết rừng lâm. Đó, cái câu này nó có lý và có sự. Nhành lá xum thê cành đượm dẻ, tức là muốn nói cái cảnh rừng núi ở Thất Sơn. Bây giờ thấy núi rừng, thấy cây cối, nhưng mà non thần, cái non thần tức là cái non đầu tiên trên núi Cấm đó, lộ vẻ hết rừng lâm. Tức là một ngày kế đây, cái núi đó nó nổ ra thì có đền vàng điện ngọc, có minh vương ra đời ngự trên ngai vàng cai trị thế giới năm châu, có Phật vương ra đời dạy đạo cho thế giới năm châu tu hành, trở lại một con đường hạnh phúc an vui, không còn khổ đau như cái cõi này nữa. Thì bây giờ nói đến cái đạo lý của cái sự là ở đời ngày mai nói như vậy, còn nói cái tâm tu của người giác ngộ trở lại tánh Phật của mình, thì hiện giờ cái tâm mình đang tội lỗi, cái đang vô minh, đang tà dại vì sống theo xác thân dục vọng ở thế gian. Bây giờ nhận ra Phật tánh là cái biết buông hết cái giả dối, cái tà dại ra thì mình là Phật. Nghĩa là non thần biến đổi hết rừng lâm, nghĩa là cái tâm phàm này u minh, vô minh, không biết gì hết, tạo nghiệp rồi đài đã vô lượng kiếp ở cái cõi trần gian này. Bây giờ nhận ra Phật tánh rồi là biến đổi liền, hết rừng lâm liền, sáng suốt như Phật như Thầy, chắc chắn được thành công đắc đạo, độ mình và cứu của quyền thức tổ và độ tất cả chúng sanh. Kính thưa quý vị, qua bốn câu cái đề tài trên thì tôi cũng không dám nói chi tiết dài dòng quá nhiều, chỉ nói ngắn gọn thôi. Đến đây kết thúc. Thân ái kính chào toàn thể quý vị. Chú trả lời giùm cho cô này chút xíu. Cô này thì người quyết tâm tu giải thoát, mà có ông chồng thì còn nhậu nhẹt bê tha trong gia đình, mà nhờ chú giải giùm chỉ cho cách nào để khuyên được cho ông chồng trở về con đường chân chánh để tu. Kính thưa quý vị, vừa qua có một cái cô này hỏi mình đã quyết chí tu hành giải thoát, nhưng mà trong gia đình thì ông chồng lại rượu chè bê tha, không có đồng ý trên cái việc đạo lý tu hành. Do đó mình phải xử cách nào để cho nó được ổn thỏa trên cái bước đường tu của mình. Thì tôi xin góp ý với cô và quý vị như vậy. Mình tu thì mình phải giác ngộ chân lý, hiểu biết rằng đời là khổ đau, đạo là an vui hạnh phúc. Mình tu là người mở con mắt sáng, biết tội lỗi không làm, biết lương thiện tốt đẹp mới làm. Đó là một con người có thể nói là sáng kiến để biết con đường tiến lên Phật Thánh. Còn trái lại ông chồng là người chưa tu, chưa biết, tức là còn nghĩa là mù mắt chứ chưa phải là sáng mắt, cho nên không biết tội lỗi, không biết phải quấy, không biết chánh tà. Nếu mình tu không khéo để có đụng chạm với ông chồng, để có sự gây gỗ giận hờn, để có sự phiền phức gia đình ly tán khó khăn, thì đó là một điều mình chưa biết tu, chưa biết hành cho kết quả đạt đến cái đạo cứu cánh. Bây giờ mình muốn tu, muốn hành cho kết quả thì mình phải nhịn nhục ông chồng, mình phải tìm cách khéo léo uyển chuyển để mà thuyết cho ông chồng nghe, cuối cùng ông chồng nhận chân lý để cùng tu, cùng nhau đi đến chỗ thành công đắc đạo. Mà nếu hiện giờ mình chưa nói được thì mình đang nhịn nhục để chừng nào đúng lúc mình sẽ khuyên chồng mình biết tu giải thoát. Đó là cái người tu biết tu và tu đúng cách. Rồi tạm ví dụ như bây giờ mình là người đứng ở ngoài đường lộ không đi đâu hết, bỗng nhiên bị người ta đụng thì mình trách móc, tại sao tôi đứng mà người ta đụng tôi.
Trái lại, mình dòm cái người đụng mình là mù, thì bây giờ mình không trách cái người mù được, mà trách mình. Mình không tránh người mù để cho người mù đụng là mình quấy. Thì vợ tu, ông chồng không tu, mặc dù ổng rượu trà, mặc dù ổng làm việc tội lỗi, nhưng mình cố tránh ổng để khuyên ổng tu, đó là tốt đẹp. Trái lại, mình để đụng gây gỗ với ổng, làm cho gia đình xào xáo tan nát, con cái trong nhà phải khổ sở đau thương vì cha mẹ bất hòa, thì đó mình là một điều lỗi. Cho nên vì vậy, người tu muốn được trọn vẹn thì người tu phải tránh người không tu, người tu phải nhịn người không tu, cũng như người biết đạo phải tránh người không biết đạo, người biết tội phải tránh người không biết tội. Chớ người sáng không thể đụng với người mù, nếu sáng đụng với mù là mình quấy. Kính thưa quý vị, góp ý với đồng đạo trên, đến đây kết thúc. Thêm chút xíu chỗ này nữa, chú trả lời cho chú này, dùm chút xíu chỗ này. Sao coi trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng có nói cái chỗ mà chúng sanh là Phật, mà Phật trở lại là chúng sanh là như thế nào, mà ổng không hiểu chúng sanh tu thành Phật thì ổng hiểu, mà cho sao Phật mà trở lại là chúng sanh. Chỗ đó ổng không hiểu, chú giải dùm cho rõ ràng chỗ đó, sao ổng hiểu. Kính thưa quý vị, với đồng đạo hỏi câu ở trong Pháp Bảo Đàn nhưng mà nó chưa đúng với câu văn. Nếu đúng với câu văn là chúng sanh độ Phật, rồi Phật độ chúng sanh, chứ không phải chúng sanh làm Phật, rồi Phật làm chúng sanh. Bây giờ tôi định cái câu đó cho nó chính xác, rồi tôi sẽ giải đáp cho cái sáng tỏ cái đề tài. Bây giờ chúng sanh độ Phật là sao? Có cái tâm chúng sanh giận hờn thương ghét, nhờ có cái tâm phàm tham sân si tội lỗi thì mình mới giác ngộ. Cái người đang biết tham sân si, cái người đang biết tâm phàm vui thương ghét giận hờn, cái người đang biết đó là Phật. Nhận ra cái chỗ này rồi, không chấp chúng sanh nữa, không phiền cái tâm chúng sanh nữa, cũng không cần trừ diệt tâm chúng sanh nữa, mình chỉ làm khách quan nhìn nó thôi, tự nó đến rồi tự nó đi. Đó là Phật độ chúng sanh, đem cái tâm giác ngộ là Phật độ chúng sanh đó. Còn ngược lại, chúng sanh độ Phật, chúng sanh độ Phật là sao? Hồi nãy là Phật độ chúng sanh rồi phải không? Rồi bây giờ chúng sanh độ Phật, ngay nơi cái tâm chúng sanh phiền não giận hờn đó thì có sẵn cái tâm Phật, chứ không khi nào cách, không khi nào hở một giờ phút nào hết. Ngay cái thân phàm là chúng sanh phải không? Mà ngộ được cái thân phàm là mê si, thân phàm là đau khổ, là chết chóc thà sám thầu, thì như vậy ngay cái thân phàm này là Phật, kêu bằng chúng sanh độ Phật. Mặc dù nói câu văn nó khác nhau chứ nó cũng cùng một thôi, chúng sanh độ Phật hay Phật độ chúng sanh cũng là một cái lý như nhau thôi, nghĩa là cùng lý tận tánh. Ngộ được tánh mình là chúng sanh độ Phật đó, mà nhận ra xác thân giả tạm này không còn mê lầm nữa là Phật độ chúng sanh. Hai cái nào cũng tốt đẹp cả. Kính thưa quý vị, tôi cũng đáp hơi ngắn gọn với nhiều, đến đây kết thúc. Vậy kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chú Năm nói một nhiêu đó thì